Rồi nha, hello mọi người nha mọi người ơi. Rồi hello mọi người, lên xem livestream tóc giả nha. Cà Na hả? Tóc u màu đen có nha Cà Na ơi. Tóc kẹp cho u có nha, nhưng mà kẹp cho u thì mấy chị inbox giúp em nha. Kẹp cho u mấy chị inbox hoặc là vô album tóc kẹp cho u xem mẫu giúp em nha. Tại vì trên live là em chỉ like tóc bộ và tóc ngoạm, tóc cột thôi, còn chữ u là em không like trên live nha mấy chị nha. Tại mình phải xem cái mẫu trên model đeo lên tóc á thì mới rõ được, còn em like trên live mấy chị sẽ không có rõ cái kiểu nó được. Rồi ai muốn xem mẫu nào thì mình comment em lên mẫu cho mọi người xem nha. Tóc bộ em sale đồng giá là 220 tặng kèm lưới chùm nha mấy chị nha. 220 một bộ tặng kèm lưới chùm nha. Nhưng mà chị nào mình có lượt chia sẻ livestream thật nhiều lên hội nhóm thì mình sẽ được mua tóc với giá 19k nha mấy chị nha. Game 19k là em sẽ bán tóc bộ giá 19k cho chị nào có lượt chia sẻ livestream thật nhiều lên hội nhóm giúp em ha. Chị nào mình chia sẻ livestream càng nhiều thì cơ hội trúng game của mình càng nhiều nha. Rồi mọi người lên chơi game 19k nha mọi người ơi, nhớ chia sẻ livestream thật nhiều nha. Ai muốn xem mẫu nào thì mình comment để mà em qua mẫu luôn nha. Rồi cái mẫu em đang mang đầu tiên, mẫu này là xù dài mấy chị nha. Xù dài nè, em đang mang mẫu này là xù dài nè, xù dài mã là 8183 mấy chị nha. Bộ này em đang mang mã là 8183 nha. Chị nào lấy cái bộ này comment cho em 8183 nha. Em có nâu vàng, em có nâu vàng nè, màu em đang mang là vàng chanh nha, và màu hồng khói là ba màu mấy chị nha. Dương Thanh Trọng, chỉ có ngoạm thẳng hai màu không? Ngoạm thẳng là ở đây là chỉ có sẵn một màu, còn nếu mà ngoạm thẳng hai màu á là ombre á thì em phải đặt chị mới làm cho em nha. Ombre là có ombre đen khói nè, ombre đen khói, ombre đen hồng, em đặt thẳng mà chị làm thẳng cho em. Tóc ngoạm đi chị, ok Julie Huỳnh nè, cho em xem tóc bộ đen, ok Cà Na. Rồi rồi mấy chị ơi, chia sẻ livestream thật nhiều lên hội nhóm để được mua tóc 19k nha. Rồi cái mẫu em đang mang là mã 8183, chị nào lấy cái bộ này comment cho em 8183 nha. Rồi em qua mẫu khác luôn cho mấy chị nha. Em đang sale đồng giá là 220 tặng kèm lưới chùm nha mấy chị nha. Đây nha, 8183 nè. Mã này với cái mã 02 nó tương tự nhau mấy chị nha. Tóc ngoạm đi chị, ok Julie Huỳnh nha. Rồi em qua tóc ngoạm với tóc bộ đen nha. Rồi em qua tóc ngoạm lên cho mọi người nha. Chia sẻ livestream thật nhiều lên hội nhóm để được mua tóc 19k mấy chị nha. Rồi em qua mẫu nè. Bây giờ em lên tóc ngoạm cho mấy chị nha. Ngoạm đây em lên cái mẫu đầu tiên là ngoạm dài nha. Ngoạm dài nha mấy chị ơi. Đây em lên cái mẫu đầu tiên là ngoạm dài nè. Ngoạm dài mã của nó là N46 nha. Rồi ngoạm dài này mã là N46 là xem giúp em nè. N46 mấy chị ơi. N46 em đang mang là dài 60-65cm nha mấy chị nha. Ba màu nâu vàng, sô-cô-la, màu đen nha. Em đang mang là màu nâu sô-cô-la nha. Đây màu nâu sô-cô-la nè. Mã của nó là N46 nha. Ai lấy cái ngoạm này comment giúp em nha. N46 kèm số điện thoại luôn giúp em. N46 kèm số điện thoại luôn giúp em nha. Tóc ngoạm là 130 mấy chị ơi. 150 mấy chị chia sẻ livestream là còn 130 thôi nha. Đây em có đủ màu nha, em đang mang là sô-cô-la nè. Coi có bị tối không em? Sao có thấy tối tối vậy? Là sao? Không có tóc luôn đeo có bị tuột hay xấu không? Không có tóc thì em đeo em khỏi phải chùm lưới chùm nha em ơi. Còn không có vấn đề gì là xấu hết. Tại vì mình không có tóc thì khi mình cũng giống như mình có tóc thì mình cũng phải chùm lưới lại như là không có tóc mà đội vô nha. Kẹp nửa đầu ngang vai có nha Huỳnh Thị Bích Trâm ơi, kẹp nửa đầu ngang vai có nha. À, Linh Vy ơi, chia sẻ livestream không cần phải chụp màn hình gửi qua nha. Chị nào mình chia sẻ livestream thật nhiều lên nhóm rồi thì cái lượt chia sẻ của mấy chị còn nằm đó, bên em sẽ kiểm tra cho mấy chị nha, không mất đi đâu hết. À, cho nên mấy chị không cần phải chụp màn hình lại nha, bên em sẽ có người kiểm tra lại cho mấy chị nha. Mà mình muốn mua tóc 19k thì mình nhớ chia sẻ livestream thật nhiều lên hội nhóm giúp em. Chị nào chia sẻ livestream càng nhiều thì mình cơ hội trúng game của mình càng nhiều nha. Em lấy bộ hai máy thẳng ra cho chị, nâu vàng đi, nâu vàng sô cô la nào đẹp lấy. Rồi cái ngoạm đó mã N46 nha. Rồi tóc xoăn ngắn ngang vai em có nha, cái kẹp ngắn em có nha. Hai máy ngắn là em có ngắn hai máy cúp cầm mấy chị nha, được không? Rồi em qua thêm một mẫu ngoạm nữa nha, là N40 nha.
Em qua thêm mẫu ngoặm nữa là N40 mấy chị nè. Huỳnh Bích Trâm rồi, ok Huỳnh Bích Trâm nha. Đây em lên cái mẫu ngoặm này ngắn hơn cái mẫu khi nãy, cái này là N40 mấy chị nha. Cái ngoặm em đang mang là N40 nè. N40 nha. Em đang mang là N40 nè. Ba màu nâu vàng, sô cô la và màu đen nha. Ai lấy cái ngoặm em đang mang comment giúp em mã N40 kèm số điện thoại luôn giúp em. Mua bộ tóc ngắn cụp em ơi. Ok chị Lã Hương Mai, em sẽ qua ngắn cụp cho chị xem nha. Với chị chịu khó là chia sẻ livestream và theo dõi livestream em sẽ qua từng mẫu nha. Rồi cái mã ngoặm này là N40 nha, giá là 130 nha. Ai lấy cái ngoặm em đang mang comment giúp em là mã N40 kèm số điện thoại luôn giúp em nha. Mã N40 kèm số điện thoại luôn giúp em. Rồi em qua mẫu luôn nha. Ai chốt nhớ kèm số điện thoại luôn giúp em nha. Rồi em qua tóc bộ xoăn đen dài mấy chị nha. Tóc bộ xoăn đen dài em qua mã 74 cho mấy chị xem nha, 74 màu nâu đen nha. Tóc bấm là khi nào em mua em muốn bấm là chị bấm cho em chứ không bấm sẵn nha em ơi. Có màu đen nha chị Hà Thị Thủy ơi, nguyên đầu hai mái ngắn ngang lưng. Nguyên đầu hai mái ngắn ngang lưng hả, chị có dài tới eo nha em. Ngắn ngang lưng là khoảng 3-4 ngày rồi mới về. Rồi em đang mang cái mẫu này. Màu đen, màu nâu đen nha, nâu đen mã 74 nè. Em đang mang bộ này là màu nâu đen mã 74 nha mấy chị nha. Nâu đen mã 74 nha. Chị nào lấy cái bộ này comment giúp em nha, 74 màu nâu đen kèm số điện thoại luôn giúp em nha. 74 màu nâu đen kèm số điện thoại luôn giúp em. Hà Thị Thủy ơi, N40 em màu đen em có nha, chị lấy thì chốt cho em số điện thoại nha chị Hà Thị Thủy nha. Form y như vậy nhưng khác màu đen thôi nha chị Hà Thị Thủy. Lấy thì chốt cho em nha, số điện thoại nha chị Hà Thị Thủy ơi. Rồi cái bộ em đang mang là 74 màu nâu đen nè. Chị nào lấy cái bộ này comment giúp em, 74 màu nâu đen kèm số điện thoại luôn giúp em nha. Tóc bộ em đang sale đồng giá là 220 tặng kèm lưới chùm nha mấy chị ơi. Nhưng mà game ngày hôm nay là game 19k. Em sẽ ưu tiên bán tóc bộ giá 19k cho chị nào có lượt chia sẻ livestream thật nhiều lên hội nhóm nha. Chị nào mình chia sẻ livestream càng nhiều thì cơ hội trúng game của mình càng nhiều nha. Mình sẽ được mua tóc bộ giá chỉ có 19k thôi.